Thái, mến chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đường Nguyễn Trường Tộ thuộc thành phố Huế. Nơi đây có một cái quán cà phê nhỏ mang tên là Gạc Trình. Đây từng là nơi ở của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nơi ông sáng tác ra những ca khúc đầu tiên. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quán cà phê này như thế nào nha mọi người. Bắt đầu nhé. Trong cái thành phố mà mỗi con đường đều có chỉ ít vài quán cà phê như Huế, lại có một quán cà phê ở trên căn gác nhỏ luôn đều đang khách. Đó là căn gác nhỏ nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, chính xác là 203/19 Nguyễn Trường Tộ. Nhưng mà đi đường chính là mọi người có thể thấy quán chứ không có hẻm nha. Đây là nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng tá túc và chấm phá những nốt nhạc đầu tiên cho sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của mình. Và để tìm hiểu về cuộc đời của ông thì tương đối là dài, nên là mọi người có thể tìm hiểu thêm nha. Ở đây thì mình chỉ nói tóm tắt về cuộc đời của ông. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông sinh năm 1939 tại làng Minh Hương, xã Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Hiện nay chưa có thống kê chính xác về số tác phẩm để lại của ông, ước đoán con số không dưới 600 ca khúc. Tuy nhiên, số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc, gồm cả lời và nhạc. Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là ca sĩ Khánh Ly, danh ca gắn liền tên tuổi với hàng trăm ca khúc của ông. Ngoài ra thì ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một diễn viên và một ca sĩ. Và ông mất vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Mọi người để xe ở dưới vỉa hè, sau đó đi bộ lên tầng 2 là đến nha. Quán cà phê Gạc Trình chỉ nhỏ chừng 20m², đủ kê khoảng 5 bộ bàn ghế nhỏ, cũng để vừa đủ, không cho những ồn ào quấy nhiều. Cây đàn guitar gỗ nằm ở góc phòng, những bức tranh của Trình và của bạn bè vẽ về ông, những cuốn sách về âm nhạc, văn chương của Trình, về Trình và những bức ảnh, vân vân. Như vừa tỉnh lại như vừa động khi từ chiếc loa nhỏ của quán, những ca khúc của Trình ngân lên vừa đủ êm ái, thầm thì. Quán vắng lặng như một không gian xưa của thập kỷ 60, rất hẹp. Trên tường là những bức tranh của Trịnh Công Sơn với Khánh Ly, Văn Cao, Phạm Duy, vân vân. Âm thanh từ chiếc loa cũ kỹ với những bản nhạc của Trịnh Công Sơn đủ để ru hồn khách tìm về những ngày tháng xưa cũ. Cà phê ở đây ngon, đượm và thơm. Giá cả cũng phải chăng nữa, như ly mình uống đây là 15.000 nha. Có một chủ pha chế nhìn rất nghệ sĩ, không biết có phải là chủ của ngôi nhà này không. Nhưng mình thấy chỉ chủ làm một mình, từ đón khách, pha nước và dọn dẹp luôn. Nếu mọi người đi thẳng vào phía sau, lên một căn gác chừng 6-8m². Nếu mọi người đi lùi phía sau, đi lên một căn gác thì nơi đây còn lưu giữ rất là nhiều những kỷ niệm của ông. Gác có một bộ bàn nhỏ dưới một ô cửa kính nhìn ra vườn, và chiếc giường nhỏ của cố nhạc sĩ. Trên bàn bày biện đơn sơ một chai rượu, ly, đôi kính cận cũ đặt trên một tờ giấy đã ố vàng, với những dòng chữ nhạt nhòa của Trịnh Công Sơn. Đây là lá thư tình ông viết dành cho ảnh, được ba giáo ảnh tặng lại cho Gạc Trình. Từ ngữ mượt mà năm xưa từng làm rung động trái tim của cô nữ sinh Huế. Anh nhớ ảnh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ, không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này, nên anh đã nói, đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đợi nhớ tí nào. Đúng vậy, ngôn ngữ của ông chật hẹp, căn gác cũng không mấy rộng rãi, nhưng mà trái tim của ông rộng lớn vô cùng. Trịnh Công Sơn từng nói, cái chết chẳng quá chỉ là sự đua cợt sau cùng của cuộc sống. Sau sự đua cợt cuối cùng, ông ra đi, những tình yêu mà người nghe nhạc và nhóm nghệ sĩ Huế dành cho ông vẫn ở đấy, nơi căn gác nhỏ, một cây guitar phủ bụi cùng những bức tranh dựng vào tường. Chính nơi đây, theo mình nghe kể thì hàng đêm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa ngồi viết nhạc, vừa nghe ngóng tiếng quân cảnh vây bắt thanh niên đi lính dưới đường phố để kịp thời chạy thoát ra ngoài từ cửa sổ duy nhất này.
Và từ căn gác này, cách đây trên 50 năm, có những buổi chiều mưa buông xứ Huế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng từ lan can nhìn xuống đường Nguyễn Trường Tộ, mắt dõi tìm bóng dáng cô nữ sinh Ngô Thị Bích Diệm thước tha tà áo trắng đi học từ phía bên kia của cầu Phú Cam. Chuyện kể rằng ngày ấy Trịnh Công Sơn yêu Diệm, mối tình học trò có lẽ là đơn phương, kéo dài từ khi Trịnh Công Sơn còn ở Huế cho đến khi ông vào Sài Gòn học. Cha mẹ của Diệm khó, thậm chí không thích Sơn. Thế nhưng Sơn vẫn đeo đuổi hình bóng Diệm, bởi Diệm chưa có biểu hiện nào xa lánh và cũng không có lời lẽ cự tuyệt tình yêu của Sơn. Mùa mưa ở Huế dài dặn và lê thế, Trịnh Công Sơn cứ lang thang qua những lăng tẩm đền đài cổ xưa như những gì ông viết trong ca khúc nổi tiếng Diệm Xưa. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gọt nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Tiếc là vì bản quyền âm nhạc nên mình không thể chèn nhạc của ông vào nha mọi người. Sau này Diệm thi đậu tú tài vào Sài Gòn học văn khoa, ông thì thi trượt nên về lại Huế, bỏ ngang việc học vì gia đình lâm vào cảnh sa sút. Phần vì buồn, phần vì tự ái, Trịnh Công Sơn không liên lạc với Diệm nữa. Có lẽ vì vậy Diệm cũng lỡ luôn, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Họ xa nhau từ dạo ấy, dấu chấn xưa nhạt nhòa để lại cho Sơn những ngày tháng đầy xót xa, hoài niệm trong căn gác quạnh hiu này. Và khách đến với cà phê gác Trịnh thường là khách quen, tất nhiên là những người yêu Trịnh, những người yêu nhạc Trịnh, từ các bậc cao niên của thế hệ trước đến các bạn trẻ Huế thời bây giờ. Có khi là một bác xích lô, xe ôm, một cụ già nhấm nhạt chút cà phê, thả hồn theo giai điệu nhạc. Mà thực sự quán có nhiều góc chụp hình rất đẹp theo kiểu xưa, nên đừng quên ghé nơi này nếu bạn là người Huế hoặc sắp đến Huế nhé. Rồi, như vậy thì mọi người cũng đã cùng mình khám phá quán cà phê gác Trịnh. Nơi đây là nơi từng ở của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nơi đây thì mở nhạc Trịnh Công Sơn nên những người mà yêu thích nhạc xưa hay nhất là nhạc của Trịnh Công Sơn thì mình có tới đây thưởng thức ly cà phê. Cà phê cũng rất là rẻ thôi mọi người, nhưng ly cà phê đáng say mình uống thì có 15.000. Và điều thứ hai nữa là mọi người thấy là không gian ở đây cực kỳ là mát mẻ, ngắm nhìn những cái dòng người đi qua đi về thật là tuyệt vời phải không mọi người. Và mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.